chào cả nhà. Mọi người ơi, chúng ta đang đến với chương trình Thám Tử Hôn Nhân. Ngày hôm nay vẫn là còn một không khí xuân, không khí Tết nha quý vị. Còn mùng là còn Tết. Và các thường xuân đã hẹn. Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Gì vậy? Tự nhiên quất đâu ra cái áo dài khăn đóng vậy? Đó, nay là ngày Tết, ngày xuân cho nên tôi đem quà, đem rượu tới tặng cho nhân vật. Quà rượu rồi tôi biết rồi, của chương trình anh chỉ xách giùm thôi. Nhưng mà anh lụm bộ đồ này đâu ra vậy? Bộ đồ này, bộ đồ ngày xưa tôi đi diễn xiếc. Ủa vậy hả? Ừ, hồi trước khi Tiết Cương làm diễn viên, Tiết Cương đi xiếc. Rồi sao tự nhiên bữa nay là lấy bộ đồ đi diễn xiếc à bận? Ừ, tại hôm nay nó có cái duyên cớ đó. Cặp vợ chồng nghệ sĩ này đó, người vợ là MC, là coi như là đồng nghiệp với nữ nghệ sĩ Cát Tường. Còn người chồng là diễn viên xiếc, nghệ sĩ xiếc, đồng hương với Tiết Cương. Ủa vậy hả? Ừ, đồng nghiệp với đồng hương. Thôi tôi biết rồi, tôi biết cặp đó là ai rồi. Nhưng mà bí mật với quý vị khán giả, bây giờ sẽ vào bên trong để xem mà hôm nay mình sẽ chia sẻ câu chuyện với họ, câu chuyện vợ chồng đầu năm như thế nào quý vị nha. Cốc 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 ngay rồi đó. Trời ơi, đó đó đó, nhỏ giật luôn vậy trời. Hai vợ chồng cũng đó rồi. Đỏ quá, đỏ quá. Mấy năm rồi mới gặp em nè. Trời, lâu quá rồi. Còn bạn này thì mới gặp được 2 năm trước thì phải. Trời ơi, lâu ơi, chào, quên giới thiệu khán giả, giới thiệu quý vị khán giả, đây là MC Hồng Phượng và đây nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ, đồng nghiệp với tôi. Ủa, đồng nghiệp gì vậy cha? Hồi đó tôi cũng đi xiếc. Ủa vậy anh có lộn đầu, lộn chồng đầu xuống không anh? Còn không, anh muốn lửa, anh muốn lửa. Thôi vô nhà, vô nhà. Dạ, vô nhà. Wow. Phòng khách lung linh luôn. Phòng khách rộng quá em. Nhà này kiểu biệt thự mà. Đâu có. Đâu có biệt thự anh. Căn nhà anh chị được. Không có biệt thự gì. Ủa là nhà này là dạng nhà chung cư hả hay nhà gì? Dạ, đó là nhà phố à. À, nhà phố. Dạ, phố. Nhân dịp xuân mới Tết đến thì tôi đại diện cho chương trình Thám Tử Hôn Nhân tặng quà cho hai vợ chồng. Đó, chúc hai vợ chồng luôn mạnh khỏe, nhiều show. Dạ, năm mới thắng lợi mới ha. Cảm ơn anh chị. Trời, rất là vui mà trong Tết á thì mấy anh chị đến ghé thăm mà còn tặng quà tặng nữa, quá là quý luôn á. Anh Cương ơi, hôm nay anh tới thăm nhà em tưởng anh đi hỏi vợ không. Cảm ơn anh chị. Thôi bây giờ cái nhà này mình mua lâu chưa? Dạ, nhà này chắc cũng được 2 năm hả anh? 3 năm rồi đó. Dạ, 3 năm. Bây giờ cho chị đi tham quan cái coi. Dạ, dạ. Đẹp quá hả? Dạ, mời anh chị lên lầu. Nhà có trẻ em ha. Dạ, nhà có trẻ em cho nên là phải trang bị hàng rào, không có mấy bạn ấy vượt rào dữ lắm. Nhưng mà nhà này là khuôn viên bao nhiêu mét vuông cơ? Ngang năm dài 16 là 80 mét vuông á chị. Rộng ha. Dạ. Mấy tầng? Dạ, 2 tầng ạ. Ờ, để mời anh chị. Nhà đi trước chứ, giờ tôi đi trước kỳ quá. Có mấy đứa con? Dạ, hai. Có hai đứa hả anh ơi, trời, hai đứa là em muốn lè lưỡi vậy. Hai đứa con trai hả? Trời ơi, đứa con trai, đứa con gái chứ hai đứa con trai là banh nhà luôn anh ơi. Các bạn nhỏ thì hay ở đây chơi lắm, chơi xếp xây khéo ha. Ở nhà này xây đẹp thiệt, thiết kế đẹp thiệt. Thương. Dạ, phòng này là phòng master đó anh. Wow, vậy dạ. Có toilet ở trong luôn hả? Dạ. Nè, bên đây. Ok, còn đây. Có ban công. View đẹp ha. Ồ, đó, view hồ bơi luôn. Đây là cái chỗ mà anh Cơ rất là thích. Bởi vì hay là cái sở thích của chồng em á là người ta bơi. Thôi, gái không? Uống cà phê trên cao. Đi du lịch hả? Đi du lịch ở đâu á cũng kiếm cái chỗ đỉnh núi nào nó cao mà. Tôi hỏi thiệt là Cơ, ở đây là sáng sáng rồi hay chiều chiều có mấy cô mặc bikini ra tắm không? Đó. Em mà chủ yếu là dòm ví dụ bắp. Em chủ yếu là dòm. Dòm em nhỏ, em nhỏ con mình ơi. Rồi là ngon lành ha. Quá tuyệt vời. Đi cái nữa rồi, mấy đứa nhỏ ở đâu đâu? Đó, nãy chị nghe lon con rồi bắt đầu ở trên lầu. Nghe, trời ơi, bấn loạn lắm chị ơi. Bấn loạn. Đây là bà ngoại. Còn này là bà vú. À, bà ngoại với bà vú. Sao quá. Đúng rồi tụi con. Con bà để tóc đã không? Giống nà trèo. Ồ, quá ngon lành luôn ha. Trời ơi, vô đây. Tuyệt vời luôn. Sợ đủ nếp đủ tẻ, mặt mày linh hoạt thông minh, quá tuyệt vời. Dạ, con chào hai bác đi. Chào hai bác. Con tên gì? Con tên thế này liền. Con tên gì con? Con tên này. Con tên Lâm. Trời ơi. Con tên gì? Con tên gì? Rồi em con tên gì? Em con tên là Dâu. Trời ơi. Dâu đâu? Con chơi Dâu chỉ hả? Vô là. Ủa vậy là tối là cần ngủ với bà ngoại luôn hả? Hai đứa ngủ với bà ngoại hả? Em dâu tối ngủ với bà ngoại nè. Tại vì tụi em thường hay đi làm về trễ á. Em dâu ngủ với ngoại rồi còn bắp ngủ với ai? Ngủ với ba mẹ. Bắp là bám theo ba mẹ xuống. Công
nhận là nhà quá đẹp luôn á. Dạ cảm ơn chị. Mà chị nói nghe, lu bu chạy xô vậy nghe, nhưng mà chị vẫn đọc báo, vẫn xem tin tức nha. Trời dạ. ơi, chị với ba mẹ chị ở nhà đều coi thôi cái tin tức mà hai anh em của mình là xác lập kỷ lục mới đó. Dạ. Kỷ lục gì? Kỷ lục gì? Đi trên đầu trên này nè, 100 mấy 103 bước gì đó có mấy. Trời ơi, không biết rồi, thôi người ta nói là biết thưa thốt, biết dựa cột, nghe để tôi nói cho nghe. Rồi nói đi. Hai anh em quất cơ quất nghiệp là xác lập kỷ lục là đi 100 bậc thang trong 53 giây. Wow. Wow. Hai nhà thờ tò vui vô ga. Chính là 30 phút giờ địa phương dưới thời tiết lạnh 16 độ C. Wow. Là tôi còn đọc kỹ là những cái bước thang đó là phải làm vô thêm đúng không? Là cái ta nó cái trời ơi tôi đọc trước ông là mới sáng nay chắc mới đọc để lên đây trả bài cái gì. Có thể kể một chút xíu về cái lần đi nó như thế nào không cơ? Dạ thực sự là cái lần đi này thì nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Đầu tiên á là bởi vì mình nghỉ dịch quá lâu á cho nên anh em tụi em không có gặp nhau luôn á, thời gian giãn cách á là 6 tháng là hai anh em không tập chung với một buổi nào hết. Cộng vào đó là họ mới vừa gửi thư mời trước cho mình 2 tuần. Ủa mà cái đó là trong cái hội mà xác lập thế giới người ta mời mình. Dạ đúng rồi. Sau 5 năm rồi á, không biết hai anh em có muốn để phá vỡ cái kỷ lục của mình một lần nữa hay không. Thì em mới nói là nếu như mà có lời mời thì tụi em sẽ sẵn sàng tham gia. Mặc dù là mình không biết là mình có đủ sức để tham gia hay không, nhưng mà đó là cơ hội. Cho nên là cái cơ hội đó tụi em không có bỏ qua được. Và mình nghĩ là năm 2016 á, là em đi được 90 bậc. Thì em nghĩ là em vẫn còn duy trì được cái sức khỏe đó. Chính vì vậy thì em nói là đơn giản lắm, qua làm thêm 10 bậc nữa mà, đâu có gì đâu khó. Rồi cho chị hỏi cái này là khán giả sẽ tò mò nè. Tại vì cái chuyện mà là xác lập được cái kỷ lục thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà lúc mà em tập ở Việt Nam á, thì em lấy cái bậc ở đâu mà em tập đi để em đếm được là 1 trên 100 bậc? Chính đâu có đâu chị. Là tụi em không có tập được. Cho nên là em chỉ với nghiệp chỉ có đứng tại chỗ, dậm chân tại chỗ là đếm. Đếm xong đấy, mình đi hết 100 mấy bậc lần á. Không phải, nhưng mà ví dụ bậc này nó khác, còn cái bậc em định đi tại chỗ nó khác. Thì đó chị, bởi vì em cứ nghĩ là ồ mình bước được 100 mấy bậc dễ mà 100 bậc qua bước dễ. Nhưng mà thật sự nó khác lắm luôn á. Em leo lên tới đúng 60 bậc là em không leo được nữa. Cái em nói chết rồi, mình đang bị sai lầm bởi vì mình cứ nghĩ là cái thể lực mình tốt và mình tập như vậy là được. Nhưng mà thật sự là cái chiều cao, cái độ cao nó và cộng với cái sức người á, và mình di chuyển một cái đường đi thẳng như nè, nó rất là khó vì nó rất là trong trên nữa. Khi mà qua tới bển mình tập thử trên hiện trường thật sự luôn á. Dạ, bước được có 60 bậc à chị. Hôm đó có ha gọi điện về than với em là thời tiết hôm đó là có 1 độ à. Đúng rồi. Thở là thở ra khói luôn á, cho nên là nó ảnh hưởng tới thể lực rất là nhiều. Và tụi em qua trước bao nhiêu lâu để cho nó quen với khí hậu? Em trước khoảng 3 ngày. Nó coi có 3 ngày hả? Dạ. Ủa rồi sao mà từ 60 mà lên được tới 100? Rồi tụi em là phải tập liên tục trong 3 ngày đó là liên tục em tập. Lúc đó thì em với Nghiệp có tập một lần á, có nghĩa là bước lên 90, xong rồi chạy xuống lại bậc 60 rồi bước lên 90. Thì lúc đó thì cái chân của mình nó giống như bị vỡ, mấy cái mạch máu vỡ ra vậy. Tại vì mình tập quá sức á anh, trong một cái thời gian quá ngắn. Chính vì vậy thì em mới nói là không được, mình phải nghỉ ngơi để ngày mai cố hết sức của mình làm đến lúc nào hay lúc đó, nhưng mà phải cố hết sức, phải bước lên được bậc thứ 100. Tối bữa đó hai anh em đâu ai ngủ được đâu. Cứ suy nghĩ đến cái vấn đề là mình có làm được hay không, lỡ mình làm không được rồi sao, rồi mình về ăn nói với sao với gia đình rồi với mọi người, những người mà ủng hộ mình nữa. Thì nó nói em với Nghiệp chỉ có nói là thôi cố gắng hết sức thôi. À, mình lấy nhau là được mấy năm rồi Phượng? Dạ năm 2016 á chị, tới đây là tới cũng dạ, 5 năm rồi. 6 năm rồi, 22 gần 6 rồi. Năm rồi. Dạ. Những cái ngày đầu ấn tượng về nhau như thế nào? Đâu ấn tượng gì đâu. Không ấn tượng gì hết trơn á. Tại vì thật ra trước khi mà đi lưu diễn văn hóa cùng với nhau á vào năm 2016 á thì trước đó thì tụi em đã gặp nhau trong công việc tại Việt Nam rồi. Tại vì bạn này thì bạn nổi tiếng trong nghề. Còn bản thân em thì công việc của em là cũng thường hay dẫn những cái chương trình giao lưu với khách mời. Thì cũng đã gặp nhau rồi nhưng mà thật sự là không có ấn tượng gì hết. Có nghĩa là bỗng dưng, dạ đúng rồi. Bỗng dưng ảnh ập vô mặt em trong một cái chuyến đi giao lưu văn hóa ở Mỹ. Dạ ở Mỹ xong rồi sau đó sẽ qua Canada. Dạ. Đợt đó mình đi mấy tuần? Dạ đợt đó mình đi cũng cả tháng đó anh. Cả tháng thì trời đó chuyện xảy ra không, nhưng mà tháng trời gặp nhau con chưa có ấn tượng luôn. Chuyện nào mấy ông dạ nói. Tại vì em khó tính lắm chị, em khó tính, em bị anh dụ coi vậy thôi chứ người lù đù giác lu chạy không có đâu. Thật sự là khi mà em gặp Phượng á là bởi vì
sang bên đó thì như em rất là ấn tượng với Phượng. Ôi vậy là anh ấn tượng với em hả? Vậy là em cũng ấn tượng với tới chứ, rõ ràng dụ em nha. Lúc đó em rất là mập rồi bụng bự nữa. Chơi thì vậy sao em lúc đó còn gái mà sao bụng bự? Chết rồi, chắc em tại em ăn hơi nhiều á anh. Nhưng mà em chỉ ăn hơi nhiều thôi. Đợt đó đi với người mẫu không mà chị. Cái em nói sao cô gái này tự nhiên lọt một cô bụng bự nằm ở trong top người mẫu được ta. Cái cuối cùng đó là cô ấy làm người mẫu, làm MC trong chương trình đó, cho nên là có quyền bụng bự. Bây giờ chồng em nói thì em mới biết là hồi trước chồng em có ấn tượng với em vì bụng bự. Còn lúc đầu là em nhìn mấy anh này là coi như là em không có ấn tượng gì hết. Bởi vì thật sự mà nói em cũng không phải là một người đam mê xiếc đâu. Em chỉ ấn tượng khi mà xem hai bạn này biểu diễn. Cứ mỗi lần mà hai bạn này biểu diễn một cái xong là coi như là tất cả mọi thứ giống như lu mờ vậy đó chị. Khán giả người ta ủng hộ rồi người ta vỗ tay reo hò rồi các thể loại rồi hả. Mấy cô gái mà fan trẻ tuổi ở bên nước ngoài á, trời ơi chạy theo vậy nè, xin chữ ký các thể loại. Cái xong em nói ủa sao kỳ vậy, đâu phải ca sĩ nổi tiếng hay gì đâu mà ghê dữ vậy. Bắt đầu rồi quan sát nhiều hơn, xem họ biểu diễn nhiều hơn, xem những cái cách ứng xử trong cuộc sống của họ nhiều hơn. Thì em thấy là anh Cơ ảnh phải nói là một cái người mà rất là có trách nhiệm. Tại vì hả, qua cái cách mà ảnh chăm sóc em trai của mình trong những cái chuyến đi giao lưu văn hóa như vậy thì em thấy ảnh giống như là một người cha vậy đó, bảo bọc từ miếng ăn, giấc ngủ, rồi bận đồ, rồi giao lưu với ai, rồi thế này thế nọ. Thì từ lúc đó thì em mới có ấn tượng nhiều với chồng em. Rồi sau khi chuyến đó đi về tới Việt Nam thì ai là cái người chủ động tấn công? Đó, quan trọng nhất đoạn này. Đó, ai là người chủ động tấn công? Thì tại vì bữa đó em rảnh quá, tự nhiên cái em lục thấy em thấy hình của bạn này. Tại em nhắn tin hỏi thăm chơi thôi, có nghĩa là đang làm cái gì, em có bận gì hay không. Cái bạn này cũng trả lời, nói giờ em cũng không có bận gì. Nói gì? Ủa đâu có, em đâu có nhớ, nó anh nhớ là em nói em không bận gì, em nói là em rất bận mà. Cái rủ đi uống cà phê. Em nói với anh nha, hẹn em 3 lần rồi mới nhận lời. Lúc đầu rủ em đi, em bận lắm, mà em bận thiệt. Xong là lần thứ hai tiếp tục rủ em tiếp tục bận, và lần thứ ba em mới nhận lời, tại em thấy tội nghiệp đó anh. Đúng chưa? Em thôi đi anh, đừng có xạo. Đúng không? Không có. Không em đúng rồi. Không em tranh cãi dữ à, tranh cãi cũng dữ à. Thôi bây giờ hỏi vô một chút chuyện gia đình hai bên đi. Thì không biết là đối với gia đình của Phượng có cái phản ứng như thế nào khi biết là mình chọn một cái người như vậy để mà mình tiến tới lâu dài? Kể thiệt á. Kể thiệt à? Cứ kể thật vậy. Phản đối á chị. Dạ, lúc đầu khi mà biết á là em sẽ kết hôn với anh Cơ thì tất cả mọi người, không chỉ riêng gia đình em đâu mà ngay cả bạn bè thân thiết cũng phản đối. Tuy nhiên á là em còn nhớ á là cái ngày đầu tiên á mà anh tới nhà em á, mà anh rủ em đi chơi á, là coi như là anh làm cho hàng xóm, nguyên một cái con đường hàng xóm nhà em là sắp toàn tập luôn chị. Vụ gì? Anh biết sao không, lần đầu tiên mà ảnh qua nhà em, ảnh chở anh em đi chơi, ảnh chạy mô tô. Cái tiếng mô tô nó nẹt em từ đầu đường vô tới nhà em luôn anh. Rồi xong rồi hả, anh biết ảnh bận đồn sao không, đen ôi tôi cho cứ nhớ đeo kiến đen rồi hả, đeo cái nón bự như nào của mấy người mà chạy mô tô bài cơ á. Dạ đúng rồi, em tới nhà em, rồi đứng trước cửa nhà em, cái xe nó vẫn ba mẹ em chưa bao giờ thấy cảnh đó hết chị. Sao em chơi gì sốc vậy em? Trước đây những người đeo đuổi em không có. Nhẹ nhàng lắm. Dạ đúng rồi, nhẹ nhàng. Đang mê mô tô. Dạ. Mua chiếc mô tô bự lắm, 750 phân khói là anh. Xong rồi em thấy là chắc là cô này thích ngồi mô tô đây, chạy xuống. Trời. Ngừng. Sao? Rồi xong rồi hả, ba mẹ em ở trong, ba mẹ em nhìn hỏi. Ba mẹ em không có dám bước ra luôn chị, tưởng ai đi lộn nhà. Nhưng mà xong rồi em mới nói là bạn con, nó cứ xong, ủa bạn con đâu ra vậy? Ba mẹ em còn hỏi đâu ra vậy nó, mới quen. Cái xong rồi thôi, ba mẹ em cũng không để từ từ quan sát coi như thế nào. Xong rồi hả, anh tắt máy xe, anh bước xuống, anh cũng bấm chuông như bình thường. Rồi anh vào rồi anh cũng chào hỏi này kia. Nhưng mà được cái là anh Cơ á, mặc dù là nhìn anh rất là hầm hố trên sân khấu như thế, rồi khi mà anh chạy mô tô tới rất hầm hố như thế, nhưng mà khi anh vào thì anh rất là nhẹ nhàng. Có nghĩa là ba mẹ em cũng đi từ ngạc nhiên này cho tới ngạc nhiên khác vậy. Em vẫn còn nhớ rất là rõ cái ngày đầu tiên mà anh chở em đi chơi, anh cho em ngồi mô tô chị. Mà nói là lần đầu tiên em ngồi mô tô, em về là coi như em ê ẩm hết luôn. Mà rồi khi mà bắt đầu biết nghề nghiệp mọi thứ mà bạn là khác,
Dạ. Tiến tới hôn nhân thì như thế nào? Thật ra khi mà em quyết định tiến tới hôn nhân thì em cũng đã thuyết phục ba mẹ em rất nhiều. Đến thời điểm đó thì đã, nói chung là anh Cơ cũng đã đến nhà chơi một vài lần rồi, thì ba mẹ em cũng có một phần nào đó cảm nhận được về con người. Cũng một phần nào đó cũng thay đổi cái thái độ ban đầu rồi, nhưng mà vẫn chưa đồng ý cho cái cuộc hôn nhân này. Nhưng mà em cũng đã thuyết phục ba mẹ em rất là nhiều. Thực sự là với một người phụ nữ mà nói thì cái sự bình yên đó là cái sự quan trọng nhất, cái sự ổn định là cái sự quan trọng nhất. Cho nên là em nghĩ là anh Cơ là một sự lựa chọn rất là phù hợp vào thời điểm đó. Bởi vì Hải là anh vừa có công việc ổn định nè, đặc biệt là anh là một người rất là có trách nhiệm. Và em nhìn ra được là anh rất là thích hợp khi mà làm một người chồng, một người cha. Và em phân tích những cái điều đó với ba mẹ, và ba mẹ em cũng rất là tôn trọng ý kiến của em. Miễn sao mà em cảm thấy hài lòng với quyết định của mình và cố gắng bảo vệ cái cuộc sống hôn nhân của mình là được rồi. Trước khi mà em quyết định lấy Phượng là em có một cái hợp đồng 4 năm ở Đức. Thì em mới diễn 2 năm thôi à. Xong rồi quyết định lấy Phượng là 2 cái năm sau là em quyết định là hủy cái hợp đồng đó để ổn định gia đình. Bởi vì em thấy là mình cũng đến lúc để mình tìm một cái gia đình rồi. Hồi lấy nhau về đó, nãy giờ thấy nói chuyện nhưng mà thấy là cũng cãi cọ nhau hơi nhiều ha. Dạ. Cũng, nhưng mà cũng có nhiều. Cãi dữ lắm à. Thì xong đến khi mình lấy nhau về cái cuộc sống hôn nhân đó, thì thật sự là hai người, em cũng là người hoạt động nghệ thuật, bên đây cũng vậy, thì cả hai đều phải là lấy nhau là chắc chắn ai cũng phải hy sinh cái sự nghiệp của mình một phần nào. Không thế nào mà làm tròn một lúc mà nhiều thứ hết. Thì trong cái cuộc sống có lúc nào nó bực bội, nó cắn đắng nhau, nó gây gỗ nhau, có bao giờ mà phải xảy ra giận hờn rồi kéo dài không? Thật ra với tụi em là một năm đầu khi mà tụi em kết hôn đó là một năm đầy sóng gió. Khi mà tụi em lấy nhau về là tụi em có bé bắp liền, cho nên là cái sức khỏe của em nó cũng không có ổn định. Rồi vào thời điểm đó thì anh Cơ cũng có kẹt một số những cái hợp đồng nước ngoài còn tồn đọng lại, cho nên là vì để giải quyết được thì là em ở nhà một mình em kháng đáng tất cả. Cho nên là cái việc mà em rất là dễ bị stress. Và em dễ bị stress. Rồi hả, chắc nói hai vợ chồng nói chuyện với nhau thì chỉ nói chuyện qua webcam thôi. Cho nên là nhiều khi không có hiểu được nhau. Một năm đầu với tụi em là tụi em tranh luận với nhau rất nhiều về tất cả mọi thứ, về cách sắp xếp công việc, về cách sắp xếp cuộc sống ở trong nhà. Thậm chí là tới cái tủ lạnh ở nhà mà để ở chỗ nào cũng cãi nhau. Rồi hả, cái giờ nào ăn, cái giờ nào uống cũng cãi nhau. Rồi hả? Ủa, không nhường em hả? Chị nghĩ là anh phải nhường em, cưng em lắm chứ. Thôi chị nghĩ không, cái ý là đó là cãi nhau là không phải cãi nhau, mình là chỉ là tranh luận. Có nghĩa là tại sao? Anh Cơ là một người rất thích hỏi tại sao. Tại sao? Rồi hả, chẳng hạn như là em ở nhà thì rất là nhiều việc, nhiều khi mà anh ở nước ngoài anh gọi điện về em đâu có nghe điện thoại được đâu. Tại sao? Tiếp tục tại sao? Rồi hả? Coi camera mà còn ngày nào coi camera không thấy em nhà cũng. Tại sao? Vậy là ý ổng có ghen hả? Không có ghen anh, hỏi cho biết vậy thôi à, chứ nhìn mặt vậy thôi chứ hỏi cho biết vậy thôi. Không có tỉnh nhân lập xấu gì. Thật ra anh Cơ là một người khá là cố chấp. Có nghĩa là cái cố chấp đó nó là ưu điểm nhưng nó cũng sẽ là khuyết điểm của anh. Tại vì anh cố chấp như thế cho nên là anh mới có được những thành công như ngày hôm nay. Nhưng mà có những cái làm cho em cảm thấy rất là bức xúc trong cuộc sống. Chẳng hạn như không đâu xa xôi thôi, cách đây mới có 2-3 bữa thôi, anh hứa với lại con là nếu mà con tập giỏi, con học giỏi thì ba sẽ mua xe cho con, mua xe đồ chơi này kia đó. Bé bắp rất là mê xe. Nhưng mà tụi em bận quá cho nên là 2-3 bữa vừa rồi không có thời gian dẫn bé đi mua xe. Thì hôm qua hôm kia gì đó, tụi em quay hình tới 11 giờ đêm mới về nhà. Thì bé mới nhắc là, ủa sao ba hứa với con là ba mua xe cho con mà ba không mua. 11 giờ đêm chị, anh lái xe chở thằng bé đi cả vòng vòng thành phố này để tìm ra được cái chỗ nào còn mở cửa để mua xe. Thì cái đó cũng thấy được là anh rất là giữ lời hứa với con. Tuy nhiên thật sự nó cũng mà. Thì tốt, nhưng mà có nghĩa là không cần thiết phải như vậy. Tại vì lúc đó đã là 11 giờ đêm rồi. 11 giờ đêm là giờ nó phải đi ngủ. Bên gia con ta đang hứng với nhau cho những cái khoảnh khắc hạnh phúc không. Nhưng mà hứng hoài. Cuối cùng có không? Cũng kiếm được một cái bà mà bà chuẩn bị đóng cửa. Bà bán ha, cái xe hả có mấy chục ngàn, cái xe có 30 ngàn, bà bán tới 100 ngàn anh. Không rồi. Mà tại vì lời hứa thì mình phải giữ. Bởi vì Bắp là em đã nói với Bắp 2 ngày trước rồi là ba sẽ mua cho con, tối nay ba mua cho con và chiều nay ba mua cho con.
mà hai vợ chồng quá bận luôn, không có thời gian để đi mua xe cho con luôn á, cho nên là anh phải cái chuyện này là ba đúng. Đúng rồi, ba đúng, tôi cũng thấy vậy á. Ủa sao kỳ vậy? Rồi bây giờ em nói chị nghe cái này nữa nè. Rồi xong rồi hả, có những lúc á mà em về em mệt á, thì em đang suy nghĩ trong đầu em là em về em mệt mỏi á thì chồng em sẽ có những cái động thái an ủi bổ về, chị hiểu không? Xong rồi hả, em về em nói là anh ơi hôm nay em mệt quá, em làm việc mệt quá, không biết sao nhức đầu dễ sợ luôn mà hả, em thấy cái bao tử của em mình như nó hơi đau một tí. Anh nói là đau hay không là do mình thôi, có nghĩa là mình nghĩ nó đau là nó đau, mình không đau. Cái này giống kiếm hiệp quá vậy. Sao vậy chị, sao vậy? Không, cái này chồng em hơi kỳ. Tại vì hả, ảnh nói anh dẫn chứng với em liền là nhiều khi ảnh với nghiệp tập rất là đau, có nghĩa là giống như hồi nãy anh kể vậy đó, rất là đau, đau cơ, đau tưởng tượng là không thể nào làm được, nhưng cuối cùng là anh nghĩ là anh sẽ phải làm được và anh đã vượt qua được cơn đau đó. Thật, cái này em hơi kỳ. Để cho chị, mỗi khác, con người mỗi người mỗi khác. Đau là đau đó, thuốc lo ăn của lo. Không chị, đau đâu có chuyện được. Đau, hãy nghĩ đừng đau. Không, thật sự là em nhìn em biết, có nghĩa là em hay quá em. Quá, em nhìn em biết là, chị. Có nghĩa là đau mà còn nói được không? Sao mà đau mà nằm luôn vậy là em biết. Có nghĩa là lúc nào đau mà nằm xuống rồi thì lúc đó thì mới có chuyện. Còn đau mà vẫn còn than được. Thay bước vô nhà em đau là em nằm cho chị. Nha, nếu muốn được anh quan tâm. Không, nhưng mà được cái vậy nè chị, anh kênh được cái là em mà mệt á, mà em lên thôi em mệt quá em đi ngủ nha, em đi nằm nha, là coi như là tất cả mọi việc còn lại trong nhà là lo hết. Ủa sao tố nha, sao hồi thấy cũng khen nữa. Thôi bây giờ ảnh nè. Ủa nhưng mà có sao em nói vậy chứ bộ. Vợ của cơ là có cái gì xấu nè. Thật sự là Phượng á là cái tính càm ràm rất là nhiều. Thấy cô nói lia lịa mà. Dạ đúng rồi. Có nghĩa em làm cái gì cô không vừa ý, em làm cái gì cũng bị nói hết á. Đó có nghĩa là bớt đi cái tính càm ràm anh. Với cho anh hỏi là thí dụ như cơ tập luyện vậy có một cái chế độ ăn uống gì không? Dạ, tụi em vẫn có chế độ ăn uống á anh, để giữ sức khỏe và giữ cái thể lực của mình đó anh. Nói về cái vụ ăn uống này á thì thật sự á là tụi em cũng đã phải cố gắng thích ứng với nhau rất là nhiều trong thời gian đầu khi mà đến với nhau. Bởi vì sao? Em thì ham ăn. Dạ, ăn nhiều. Nói chung là em thích ăn tất cả những món, chẳng hạn như là đặc biệt á là ví dụ như là sashimi, em rất là thích ăn. Nhưng mà chồng em thì không hề thích ăn sashimi, nhưng mà vẫn thích đi ăn chung với em, không cho em đi ăn chung với bạn em. Trước đây khi mà em chưa lập gia đình là em có một hội bạn ăn lận á, có nghĩa là chuyên môn là dẫn nhau đi ăn và ăn những cái món cùng nhau thích, và mỗi lần ăn là gọi đầy bàn như tụi đá. Xong rồi lấy chồng em một cái là chồng em không ăn được sashimi chị, và những cái món khác cũng tương tự như vậy. Nhưng mà chồng em thì vẫn thích đi ăn chung với em. Vậy được rồi. Thì đúng rồi, nhưng mà vô bàn ăn là ảnh ăn đồ chính em ăn đồ sống. Kệ anh đi. Không có ăn chung với nhau. Nhưng mà lúc đó thì em không kệ được. Lúc đầu thì làm sao kệ được. Tại vì em đã quen có một hội bạn ăn chung với nhau. Và ăn là phải ào chung nhau vậy đó. Rồi đi ăn với ảnh em tụt mút. Em với Phượng lúc đầu mới quen nhau đi ăn á, thì thông thường á thì em ăn chôn chai mà ăn nhiều mà, cho nên là cứ mỗi người tô. Rồi ha, Phượng thì ăn rất là chậm chị. Em thì em ăn khoảng chừng 2-3 phút là hết rồi. Phượng ăn chứ 15 phút nữa chưa hết cái đó. Anh nói là ăn mà còn dư phân nữa đó. Cái em hỏi là ủa sao em ăn không ăn nữa hả, cái đó sao để đó. Nó dạ có, để từ từ em ăn hết. Em nói tại vì em đói em tính ăn luôn cái miếng đó, mà lúc nào mà bạn ấy cũng nói bạn ấy ăn hết chị. Đi á là anh ăn nhanh hơn, còn em thì em ăn chậm hơn. Anh ăn nhiều hơn và anh muốn ăn luôn cái phần của em luôn, nhưng mà anh không có nói chị, anh không nói. Anh chỉ hỏi là ủa sao còn cái đó, sẽ em cũng ăn đi. Rồi chưa kể đó là khi mà lấy nhau về á là anh chỉ ăn thịt bò thôi chị Tường. Một tuần 7 ngày là 7 ngày thịt bò. Và hả, ảnh nếu mà ăn thịt heo á thì chỉ xung quanh những cái món là thịt kho tiêu, thịt kho trứng, trứng chiên, không ăn cá. Trời kỳ vậy, sao em không ăn cá? Từ quen á, anh từ nhỏ không ăn cá. Không vậy nè, anh coi Hầm Hố trên sân khấu vậy thôi chứ nhìn con cá sợ cái xương. Anh cơ có hai cái á, là thứ nhất là sợ xương cá và cái thứ hai sợ con gián. Anh đang ngồi vậy nè mà tự nhiên thấy con gián mà nó chạy ngang qua một cái là ta nói là rút giò lên salon liền ngay lập tức. Thấy con gián lộ giới tính rồi hả? Chuẩn men. Dạ Phượng á, ngủ hơi nhiều. em thức rất là sớm, nhưng mà em thức là chúng là khoảng chừng 6 giờ mấy 7 giờ là em đã thức, là em tập thể dục thế này nọ. Nhưng mà em về tới nhà 9 giờ mấy mẹ con vẫn còn ngủ. Nói là sao ngủ dữ vậy? Em ngủ chung với con em chứ không phải là em muốn ngủ trễ. Rồi mấy đứa nhỏ nó chưa ngủ dậy thì em phải nằm chung với nó chứ làm sao. Mấy đứa nhỏ phải dậy sớm,
Để sớm. Đó thấy chưa? Đó thấy chưa? Chị thấy mâu thuẫn cuộc đời không? Không, nói chung là mọi thứ như vậy cũng ổn rồi. Anh nghĩ là em thay đổi chút xíu thôi. Được rồi. Nhưng mà còn một câu nữa, trước khi mà tách ra riêng đó. Dạ. Chị hỏi một câu nữa mà có bây giờ em cảm thấy mình may mắn tự hào lấy được người chồng cao to đẹp trai khỏe mạnh bảo vệ được mình không? Em thấy em không tự hào, em thấy chị Tường tự hào hơn em đó. Trời ơi, bà nói mà bà hưng phấn vậy ta. Tưởng tượng vậy ta. Thì thật ra thì cũng có, chứ không phải là không. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là thật sự mà cái mà em cảm thấy là em phục nhất ở chồng em đó là một cái ý chí. Có nghĩa là ý chí rất là mạnh mẽ. Dạ. Còn cái chuyện đẹp trai hay là cái chuyện vạm vỡ. Mà chị thấy cái giờ chị đi, tại vì em nói là em không có nhìn chồng em. Tại vì chị ngồi trực diện chồng em. Dạ. Mỗi lần em nói là ảnh dòm em với một cái kiểu giống như là nó ngưỡng mộ lắm. Quá. Wow. Mộ chồng em không, nhưng mà anh chăm chăm đắm đuối theo cái gương mặt vợ mình, biểu cảm của vợ mình vậy đó. Em ngưỡng, thì đó em nói là em ngưỡng mộ chồng em nhất là ở cái ý chí mạnh mẽ. Và chính vì cái ý chí mạnh mẽ đó nó đã giúp cho gia đình em ổn định như ngày hôm nay. Chứ không có một cái ý chí kiên định như vậy thì em nghĩ là tụi em chắc cũng banh xác nhau lâu rồi. Một người chồng mình là cũng một cái người đang ở cái thời phong độ, phải sự nghiệp, phải mọi thứ. Thì bản thân thật sự là chắc là em cũng có nhiều cái lo toan lắm luôn. Thật sự là gần như là ở nhà em là người sắp xếp với mọi thứ như anh Cơ nói vậy đó. Có nghĩa là ảnh chỉ việc lo cái công việc của ảnh thôi, còn mọi thứ ở nhà từ nhà cửa bếp núc và dạy con học chăm sóc bé là gần như là một tay em phải sắp xếp hết. Thì trong những cái tháng mùa dịch đó, khi mà các bé không có đi học ở nhà là cực kỳ vất vả luôn. Khi mà em quyết định cưới Phượng á, là em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng là mình sẽ bỏ hết những cái chương trình ở nước ngoài. Và khi mà em bỏ hết như vậy á, thì em muốn là phải có một cái gia đình nó thực sự là một gia đình tuyệt vời. Chính vì vậy thì trong thời điểm đầu là em hơi bị thất vọng. Thất vọng ở đây là không có như em mong muốn. Em cứ nghĩ là mình chỉ cần bỏ hết công sức, bỏ hết những cái công việc bên ngoài thì mình sẽ có một gia đình tuyệt vời. Nhưng mà không phải là như vậy. Mình phải cố gắng xây dựng, tìm hiểu và làm sao để làm vừa lòng tất cả mọi người. Sau đó thì tất cả mọi thứ nó mới trở lại cuộc sống bình thường được. Về công việc của chồng thì em đánh giá như thế nào? Có bao giờ vì cái công việc của chồng mình làm mình thấy cái khó chịu hay bực bội gì không? Ảnh rất là ít chia sẻ về cái sức khỏe của ảnh. Có nghĩa là nhiều khi đau đó nhưng mà không nghe ảnh nói gì hết. Vẫn thấy ảnh rất là vui vẻ, bình thường. Rồi tự nhiên ngày đẹp trời em thấy tự nhiên trong học tủ có thuốc, một đống thuốc. Mà em không biết thuốc đó thuốc gì. Hỏi thì ảnh nói ảnh hơi đau cái cổ nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Rồi xong rồi không nói nữa. Cái sau em hỏi đi hỏi lại, ủa anh có đi chụp phim chưa, có đi gặp bác sĩ chưa? Nói, ủa đâu cần gặp bác sĩ, anh uống thuốc rồi bây giờ đỡ hết rồi. Em biết là anh sợ em lo và sợ mọi người lo nữa cho nên là anh mới như thế. Nhưng mà em nghĩ là chính vì cái đó lại làm cho mình lo nhiều hơn. Em có nói chuyện với anh không? Em cũng có nói chuyện chứ. Có gì anh đứng xem em có nói chuyện chứ, em có nói chuyện. Nhưng mà anh nói ủa đâu có gì đâu đáng ngại. Nhưng mà rồi những cái lúc mà anh đi xa đi diễn đi rồi vậy là em có lo. Ví dụ như đợt đó anh đi mới đây. Dạ. Anh đi rồi đi xác lập cái kỷ lục như vậy thì mình không lo lắng gì. Dạ, lo lắng thì cũng lo lắng nhưng mà cái lo lắng lớn nhất là chỉ là về sức khỏe của ảnh thôi. Bởi vì bây giờ ảnh càng ngày càng lớn tuổi rồi, cái nghề nghiệp nó sẽ không có còn phong độ như hồi trước nữa. Cho nên là lo lắng là không biết là trong quá trình tập luyện có gặp phải nguy hiểm gì hay không. Đó. Rồi có xác lập được, có thực hiện được cái ước mơ của mình hay không. Cái đó là cái mà làm cho em lo lắng nhất. Khi mà em và Nghiệp đi thi đấu ở nước ngoài á, không chừng ý là vợ em mà gia đình ba mẹ em cũng giấu luôn. Bởi vì khi mà bị những cái chấn thương á là hầu như là không có đứng dậy được luôn á, anh nằm giống như nằm liệt giường á, thì cái đó mình không thể nào báo cho gia đình biết được, bởi vì họ sẽ rất là lo lắng mà họ cũng không thể nào làm được gì, không thể nào bay qua đó để chỉ xem mình thôi. Chính vì vậy thì những cái đó tụi em luôn luôn giấu gia đình. Anh thấy nếu vậy thì tính em vừa phải lo gia đình nè, rồi phải lo cho quốc nghiệp nè, rồi lúc nào cũng cái trách nhiệm là người con của trong gia đình, cả về gia đình em nữa, coi như là em là ôm đồm rất là nhiều. Thì em có thể chia sẻ về cái tính đó của em không? Ngay từ nhỏ thì gia đình em rất là khó khăn. Và khi mà gia đình khó khăn thì em nhìn thấy cái hình ảnh của ba em. Ba em một mình bươn trải để lo hết cho gia đình. Anh em tụi em và một người chị nữa chỉ có đi học thôi. Và ba là phải vừa kiếm tiền nè, ba phải vừa lo đưa đón con đi học nè, mẹ thì bên tim anh,
Dạ, mẹ thì không làm được việc nặng, thì chỉ ở nhà mẹ lo nội trợ, lo nấu ăn cho gia đình thôi. Thì từ đó mình cảm nhận được là cái khó khăn đó nó chồng lên vai em, ba em rất là nặng. Chính vì vậy thì em nói là khi mà em có khả năng em kiếm được tiền thì em sẽ làm hết sức để làm sao để giúp đỡ gia đình mình có một cái cuộc sống tốt hơn. Và từ đó thì ba em từ nhỏ ba em dạy rất là nhiều cái tính cách, có nghĩa là khi mà muốn thành công thì chúng ta phải đánh đổi, phải trả giá, chứ không có thành công là nó đến từ sự đơn giản mà sự may mắn hết á. Chính vì vậy thì em cũng đã học được cái tính kiên trì, tính nhẫn nại và phải cam chịu, và sau đó thì mình mới đạt được cái mục đích của mình. Và khi mà em có cái tính chịu đựng như vậy thì vợ em biết và có hay cằn nhằn về cái tính đó của em không? À, đôi lúc thì vợ em cũng không có đồng ý về tính đó lắm, bởi vì như vậy sẽ làm cho đối phương người ta rất là lo lắng và rất là hoang mang, bởi vì không biết là mình thực sự có đang gặp phải chuyện gì hay không, hay là mình đang cố giấu họ chuyện gì. Chính vì vậy thì ha, vợ em cũng không có thích cái tính đó của em. Trong cái khoảng thời gian mà tất cả mọi người đều đi học thì anh lại đi diễn để trang trải cuộc sống với gia đình, cho nên là không có thời gian để học hành đến nơi tới chốn. Nhưng mà để mà chuẩn bị cho một cái tương lai dài hơn thì phải có một cái những cái sự bổ sung kiến thức nhiều hơn nữa. Thì em đã thuyết phục ảnh đi học thêm và ảnh cũng đã đồng ý đi học thêm, và ảnh vừa mới tốt nghiệp đại học cách đây khoảng 2 tháng và bây giờ là đang đăng ký và đã thi vào đầu vào thạc sĩ xong rồi và đang học thạc sĩ chị. Và dự kiến là 2 năm tới nữa thôi, chỉ cần 2 năm nữa thôi là anh sẽ tốt nghiệp thạc sĩ. Đây ngành gì? Quản lý văn hóa, đúng với lại cái ngành nghề nghiệp của anh luôn. Dạ. Như vậy mọi người thấy là đúng là đằng sau lưng một cái người đàn ông thành công là có bóng dáng một người phụ nữ rất là tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ thì có những cái lúc mà nói chứ cũng mình phụ nữ mà, rồi ốm đau bệnh hoạn, hoặc là nãy em cũng có chia sẻ như khi em mệt mỏi đau ốm, hoặc là những lúc mà em sanh nở đó, em có cảm thấy, có bao giờ em cảm thấy mình tự ti về bản thân hay mình bi quan, có những giai đoạn nào mà em bị tụt mút không? Cái giai đoạn tụt mút nhất của em đó là cái giai đoạn mà mọi người kêu em mập với chị, bởi vì á là mà sáng nay đẹp quá trời, nay gọn gàng, đúng là mấy năm chị gặp lại em nay em gọn khủng khiếp luôn á. Dạ, tại vì á là sau khi mà em sanh bé bắp xong á, lúc đó em nhớ là em 70 mấy ký, 72 ký. Mà sao có dữ vậy? Thật sự mà ngay lúc đó cũng không ý định giảm cân, tại vì em muốn nuôi con bằng sữa mẹ. Nhưng mà vào cái thời điểm đó thì mình thì nghĩ như thế, nhưng mà khán giả của mình, bạn bè của mình thì họ nhìn vào thì họ lại thấy ủa sao không có giống như Hồng Phượng trước đây. Có nghĩa là xuề xòa mọi thứ. Hồi trước đây á, thì hả, bước ra đường phải ăn bận cho nó đàng hoàng, make up cho nó kỹ càng. Còn Hồng Phượng bây giờ thì xòe xà sao cũng được, giống như một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu vậy đó. Lúc đầu thì em không cảm thấy gì, nhưng mà khi mà quá nhiều người góp ý cho mình thì mình bắt đầu stress. Thì vào thời điểm đó để ý tới thái độ của chồng, có nghĩa là chồng dò mình như thế nào? Vào thời điểm đó thì anh cơ vẫn bảo là em rất đẹp, nhưng mà có điều là bản thân mình là nghệ sĩ mà, cho nên là mình cũng tiếp xúc với công chúng rất là nhiều. Thì đương nhiên là ảnh thì ảnh thương em thì ảnh nói vậy, nhưng mà bản thân mình thì mình cũng cảm thấy là mình có một cái sự tụt dốc, một cái sự thay đổi lớn so với trước đây, và mình không biết làm sao để mà điều chỉnh cuộc sống của mình. Nhiều khi á, những lúc như vậy á, em chạnh lòng, em nói ủa rồi mình đang làm cái gì, rồi tương lai của mình sao. Mặc dù á là mặc dù mình nghĩ như vậy, khi nhìn qua con mình vẫn vui. Có lẽ là lúc mà em có bé bắp thì em không có nhiều kinh nghiệm trong cái việc lần đầu làm mẹ, không có nhiều kinh nghiệm trong cái việc sắp xếp mọi thứ. Nhưng mà tới bé dâu thì đỡ hơn, tới bé dâu thì mình bắt đầu có kinh nghiệm rồi, cho nên là khi mà bắt đầu tấn bầu bé dâu thì em đã có một cái kế hoạch giảm cân rất là rõ ràng, đúng như lịch trình là 3 tháng là em bắt đầu xuống cân được. Mà tự nhiên là giữ lại không nha. Dạ. Hôm nay thì em có giống như có một món quà bất ngờ nào để dành cho vợ không? Hình như là hôm nay là sinh nhật của vợ em. Ủa trời, trùng hợp vậy luôn hả? Đúng là sinh nhật của vợ em luôn mà ha. Em cũng mới có biết nhớ lại là sáng hôm nay. Dạ. Và em cũng không có thực sự là không có chuẩn bị cái gì bất ngờ. Em có đi mua một cái bánh sinh nhật cho vợ em, và hy vọng là vợ em sẽ vui và nhớ đến cái ngày sinh nhật của mình. Bây giờ chúng ta sẽ qua tạo một bất ngờ cho MC Hồng Phượng là sẽ có một món quà sinh nhật rất là dễ thương dành cho cô ấy. Chắc là cô ấy cũng không biết hôm nay là sinh nhật của bạn ấy đâu anh. Bắp ơi, hôm nay cô biết sinh nhật của ai không? Đó, Bắp còn biết mà.
chắc là nhiều khi Phượng biết nhưng mà Phượng ngại không nói ra, phải không? Dạ, tại vì công việc của tụi em cũng hơi nhiều quá. Em sợ nói ra là em lo lắng là làm tổ chức hay là mua quà đồ phiền, thành ra cũng sẽ giấu. Nhưng mà mình nhớ đến ngày sinh nhật đó là một điều quý rồi, đúng không anh? Nhớ quý rồi, món quà gì cũng được, quan trọng là tấm lòng. Hy vọng là Phượng thích. Quá hay luôn. Mami, mami. Happy birthday mami, happy birthday mami, happy birthday, happy birthday. Có ai trong đó không? Hello, hello. Happy birthday mami. Chờ chị tí, chị đó, chị gọi lại. Chị gọi lại. Happy birthday. Wow, bất ngờ quá. Happy birthday. Wow. Wow. Vậy là sáng nay anh nói với em là không nhớ hôm nay sinh nhật em. Anh sao? Bên em, bên em anh say trong hành phố. Bấm với mẹ nha, cho em giao thoại luôn nha. Chúng ta cùng thoại nha. 1, 2. Bên em anh nghe trong lòng hát. Hôm nay là cháu thỏ mất tiền rồi. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Rồi gì nữa? Và hạnh phúc. Cảm ơn bác rất là nhiều nha. Hùng bé Hùng đó. Hạnh phúc cuộc đời mãi thắm tươi. Cảm ơn anh rất là nhiều, cảm ơn chương trình rất là nhiều đã tạo một cái bất ngờ cho Phượng hôm nay. Thật sự mà nói là buổi sáng nay á, bà ngoại nhắc thì Phượng mới nhớ là ngày hôm nay là ngày sinh nhật của Phượng, chứ thật ra công việc cũng quá bận rộn, Phượng cũng không nhớ được ngày sinh nhật của mình là ngày hôm nay. Và hỏi qua hỏi anh Cơ thì anh Cơ, ủa anh có nhớ hôm nay sinh nhật em không, thì anh cũng ậm ừ à, anh Cơ của Phượng ngày hôm nay biết hết. Miễn là làm sao là gia đình chúng ta luôn luôn ấm áp như vậy nè, rồi hạnh phúc và bình an là anh vui rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều, cảm ơn quá, gia đình quá hạnh phúc luôn. Các Tường với Tiết Cương cũng chúc cho gia đình nhỏ của mình nha, luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ, cũng tràn ngập tiếng cười, cũng hạnh phúc như vậy. Chúc cho mắt với dâu ngày càng mau ăn chóng lớn, thông minh, nghe lời ba mẹ, nghe lời ông bà nha. Con biết xiếc không? Con muốn biểu diễn không? Con muốn biểu diễn siết không? Biểu diễn gì hả? Hay quá, biểu diễn nhỏ nha, làm một tác nhỏ nhỏ đi. Biểu diễn đi rồi ăn. Vậy bắt đầu nha. Đây, ăn đi. Mày vỗ tay đi dâu. Vỗ tay đi con. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Quá nhiều diễn luôn á. Diễn là diễn rồi chứ. Coi vậy. Wow. 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 Rồi, dạ, đúng rồi nhé. Thì mình xin thiệu mình tên là Lê Công Khoa. Mình 40 tuổi, sinh năm 82, mình sinh ra ở Sài Gòn. Dạ. Mình đang định cư Úc. Dạ. Thế là mình đang định cư Úc mà mình đang trong thời gian mình về thăm gia đình đó. Ừ. Thì... Anh về được bao lâu rồi anh? Mình về cũng được 2 tháng, mình còn khoảng 3 tỉnh mấy 4 tỉnh mình đi. Là khoảng 1 tuần nữa là đi rồi. Không, 4 tỉnh. 4 tuần. Là một khoảng 1 tháng nữa là đi rồi. Đúng rồi. Thì bạn gái nó đi rồi sao? Thì khi mà chương trình có lịch phỏng vấn thì mình dịp thích hợp, tại vì mình tính Tết thì mình về nữa. Dạ. Có nghĩa là bây giờ nếu mà tìm được bạn gái, chẳng hạn như mình quay gần nhất của bọn em là ngày 8 tháng 7 đi. Hiện tại bọn em đang có lịch đó. Lịch đó thì vẫn còn ở lại, tại vì tới 21 mình mới đi. Thì vẫn ở lại, nhưng mà nếu như tìm được bạn gái, cái là bỏ bạn gái 4 tháng nữa đi rồi. Nó có đâu thì cũng phải liên hệ qua điện thoại hay là bây giờ công nghệ thông tin mà, với lại có nhiều cái phương tiện để nói chuyện với nhau, quan trọng là do hai người. Dạ. Chứ về cái vấn đề đó thì do hai người có thể yêu xa cái gì. Nhưng mà giống như kiểu mà mình kết nối được với nhau. Nhưng mà anh định cư ở Úc lâu chưa anh Khoa? Khoảng mình định cư chính xác là năm nay năm thứ 11. Năm thứ 11, tức là gia đình anh vẫn ở đây hả? Đúng rồi, mình còn mẹ thôi. Là mẹ đang ở quận Tư. Dạ. Sao không đưa mẹ vô luôn anh đi? Mẹ anh thì có bệnh trong người đó, bệnh huyết áp, bệnh tim rồi nên đi máy bay, với là phần mẹ nó có thích đi nước ngoài sống. Giống như là sống ở nhà hàng ở ngay chợ nên mẹ thích cái ồn ào, với qua bệnh không có biết tiếng rồi phần cũng lớn tuổi rồi, với qua bệnh không có thích hợp. Rồi mẹ hiện tại là ở một mình luôn hả anh? Ở với là mấy người với cháu, cháu của bà chị trong nên thỉnh thoảng hãy phải về chờ thăm trong mẹ, thăm gia đình. Ok.
Rồi nghề nghiệp của mình là gì, ở bên đó là gì? Bên đó thì mình làm bên bưu điện của Úc. Là về board office thì đại khái là công việc của mình là trong đó. Cụ thể là mình làm gì là mình lựa hàng hóa theo mẫu của từng vùng ra đó. À, cũng là như kiểu ngoài đây là phân form, phân hàng, phân loại hàng á hả? Không phải cân mà mình phân loại hàng á, phân loại hàng hóa, rồi mình sắp xếp cho nó gọn lên bàn lệch, đại khái là như vậy. Rồi đi theo các khu vực riêng á đúng không? Đúng rồi, cái đi đó là cái khâu khác là ta chia, người ta đem đưa hàng hóa, còn mình là chỉ lựa thôi. Bởi vì bên là mỗi cái khâu khác nhau chứ phải giống như bên Việt Nam. Anh làm ở đây lâu chưa? Mình làm khoảng gần được một năm. Ủa trước đó thì em làm có việc gì? Trước đó thì mình làm về công việc xây nhà, làm cho chủ người Việt thôi, nhưng sau này mình vô cái công ty đất của tay của chính phủ. Dạ. Hiện tại anh sống bên Úc với ai ạ? Mình thì sống một mình thôi. Là nhà cửa mình bên Úc ổn định hết chưa anh? Thì nói thẳng ra thì tới giờ thì cái vấn đề nhà cửa thì mình mua không có nổi thôi. Cái đó là cái thật sự là sự thật của mình. Cái muốn thì tại vì mình thật sự cũng thuê nhà, cái đó là sự thật, mình không có gì phải giấu giếm hết. Dạ. Vậy tại vì mình rất là tự nhiên có dịp nói cái đó để mình dễ lựa chọn. Dạ đúng rồi. Thì đó là nó là như vậy. Nhưng mà người thân của anh có ai bên đó không, mà anh qua đó anh định cư? Ngày xưa thì tại vì thật ra mình cũng đã từng có vợ mình ly hôn, ly thân với chị cách đây 9 năm rồi. Thì đại khái là vậy, ngày xưa vợ mình bảo lãnh của họ. Rồi mình đã ly chị cách đây 9 năm rồi. Rồi với lợi tại vì mình thấy tới cái tuổi của mình cũng lớn rồi, 40 tuổi mình nghĩ cũng cần bước tiếp một bước nữa để có một cái mang nhỏ. Nhưng mà anh có con chưa? Có một bé trai. Sống với anh hay thì ở với mẹ thì mình chỉ có trao tiền gọi là tiền mà nuôi con á, gọi là ở bển rồi cho sót. Vợ anh cũng người Việt luôn hả? Vợ mình hả? Mình là sinh đẻ vợ. Nhưng mà gốc nhưng Việt. Người gốc Việt. Thì đại khá là sao quen được nhau rồi qua bên đó? Thì cái cô đó thì về đây thì mình biết nhau tại vì mình cũng biết tiếng Anh rồi, hai người cũng nói chuyện qua lại rồi. Sau này thì chắc là do có thể là do cái văn hóa nó khác nhau nên sinh ra những cái mâu thuẫn đó. Dạ. Nhưng mà cho em hỏi thêm nha, trước khi em qua Úc anh định cư thì anh làm công việc gì ở Việt Nam? Trước khi mình qua Úc định cư mình làm công việc ở trong bên Nguyễn Kim á, mình làm sale bạn. Bên Nguyễn Kim, Nguyễn Kim. Đúng rồi. Kim Thủ Đức này luôn hả? Không, xuống ngay chỗ quận nhất, cái chỗ bên Trần Đạo. Dạ, quên cái Nguyễn Kim đó. Cái đó là cái trung tâm ngày xưa. Nhưng mà tương lai sau này em có quay về Việt Nam không? Hay có thì mình tương lai thì mình tùy vô cái tình huống với cái thời gian hay là do cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Nhưng mà chắc chắn tới lớn hơn tí xíu mình chắc chắn sẽ về Việt Nam sống luôn đó. Dạ. Tại vì mình thích cái cảnh yên tĩnh chứ xíu, bây giờ là không có ồn nào đó. À, nói chung là muốn lâu dài lại về Việt Nam đúng không? Đúng. Dạ. Tức là sau khi ly hôn là anh có quen thêm mối tình nào khác thì không? Cũng có vài quen với vài thêm vài mối tình nhưng nó không đi tới đâu hết, tại vì nhiều khi người ta có người thứ ba hay là những cái chuyện nó tế nhị, chỉ là phần mình thấy không có hợp tính á. Chứ là mình càng lớn thì nên mình sống cái gì nó cũng có nguyên tắc. Mình cảm thấy có nhiều cô tắm trẻ con quá, mình không có cảm thấy nó phù hợp nên mình cảm thấy dừng lúc đó thôi, chứ mà muốn đi sâu thì mất công, mốt ai cũng khổ. Nên mình đại khái là như vậy thôi. Thế là anh muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Thì mẫu gái mình chọn thì cũng đơn giản thôi, cũng không có cần phải đạt gì, cũng bình quân. Nói chung là hiểu về cái lợi biết tôn trọng lẫn nhau là được rồi, tại vì tới cái tuổi của mình không có đòi hỏi gì thêm được. Nhưng mà ví dụ như anh phải cho tụi em một cái cụ thể đi, tụi em nhìn vào mắt thường được. Thì giống như là này, một cái cô gái bình thường thôi, chiều cao thì không thành vấn đề, tại vì đối với mình thì cái chiều cao đó, 1.5 cho lên cũng không là vấn đề. Tại quan trọng là tính tình người ta tốt hay không thôi. Chỉ là người ta biết suy nghĩ hay là đừng có trẻ con quá. Tại vì mình không có thích cái mẫu người trẻ con quá. Tại vì cái đó đã không có phù hợp với mình. Mình người lớn ta tuổi. Cũng đã từng ly hôn với anh thì vẫn ok đúng không? Thì không có vấn đề gì. Thì cũng bình thường thôi. Thì phụ nữ cái có chế độ mà từng ăn chơi cũng không thành vấn đề. Tại vì mình thích những cái người về tình trải, giải khá là như vậy thôi. Anh cho em đó nhìn bằng mắt là anh biết anh thích người như thế nào đi, ví dụ tại như tánh mình dễ dàng lắm, tánh mình nó không có giống như là yêu cầu cao, mình chỉ là thấy là được. Em biết rồi được. Nhưng mà bây giờ là đến với chương trình thì nó sẽ có những cái lựa chọn, thì bên em muốn anh là sẽ có những cái lựa chọn để em còn biết là gu anh như thế nào. Anh có thích một cái người ngôi sao hay là một cái bạn diễn viên ca sĩ nào không? Anh đã ở anh thì cũng không có thần tượng ai, tại vì anh đó thì chưa, anh chỉ có mẹ anh là thần tượng chứ không có thần tượng ai. Thì nói chung là vậy, anh thì không có một cái gì gọi là cái phê bình nhưng cá nhân hay là về cách một cái người nào đó, cái khác.
Tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi tác thì khoảng cỡ 25 cho tới 45 cũng được. Tại vì anh 43 thôi. Tại vì lớn anh 2-3 tuổi cũng thành vấn đề. Anh lại khá là nhiều. Nhưng mà quen anh là phải yêu xa? Không phải nhất định phải xa, có thể là tùy vô hoàn cảnh. Nhưng mà ví dụ như sau này, ví dụ như hai người mà tiến tới được với nhau thì anh có bảo lãnh được bạn ấy sao? Được chứ, anh thì được. Bây giờ bảo lãnh được rồi hả? Thì dĩ nhiên anh ở đâu rồi, anh đã có quốc tịch. Giống như là bây giờ tùy vô cái hoàn cảnh coi người ta có muốn đi hay là người ta muốn ở lợ, hay là tùy vô cái hoàn cảnh mình sắp xếp. Em hiểu ý không? Giống như nhiều khi người ta không có những người ta không muốn đi nữa. Không, quan trọng là không phải, quan trọng là vấn đề là anh chỉ cần chốt cho tụi em một câu thôi là anh có. Được, thì cái đó mình bảo lãnh người ta đi. Còn cái chuyện của người ta đấy là chuyện sau này tụi em thương lượng với nhau. Thì bây giờ nói là do cái duyên để thương lượng. Dạ, thương lượng thì sau này tự hai người thương lượng. Tại vì cái chương trình bóng hẹn hò là tụi em chỉ tạo cơ duyên ban đầu cho mọi người gặp nhau thôi. Còn chắc gì là mọi người đã hẹn hò nhau sau chương trình. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái quan điểm của anh phải rõ ràng, ok, nếu anh em quen anh, nếu em muốn theo anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho em đi, cho mẹ con em đi. Ví dụ như thế, chẳng hạn như cô đang có con chẳng hạn, anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho mẹ con em đi. Mình chỉ cần cái câu đó để người phụ nữ người ta cảm thấy rằng là à, anh này quyết đoán, anh này có chính kiến. Còn bây giờ mà anh lên mà sân khấu anh cứ tùy vào em các thứ là anh theo luôn. Anh hiểu em, anh hiểu em, giống như cái kiểu đó mình không có đưa ra cái quyết đoán, cái mình quyết định chính xác của mình, còn vấn đề cô nói chung là em mình không có chốt được cái vấn đề đó. Anh hiểu em. Nhưng mà giống như là nó tùy vô hoàn cảnh hai người đó là như vậy á, chứ anh cũng đâu có biết cái người ta như thế nào. Đúng rồi, thì vấn đề là đấy, chỉ cần biết em nói thì anh hiểu ý. Dạ, ở góc độ anh thì anh ok, anh chốt anh đi đó. Còn vấn đề là nếu mà em như thế nào thì em cứ nói cho anh biết để anh sắp xếp. Thì đấy là việc của hai người sau này. Rồi, anh còn có điểm gì anh không thích ở bạn gái không ạ? Bạn gái thì hồi nãy mình có nói rồi, thì đừng có trẻ con quá, với lại đừng có mà sống cái kiểu ích kỷ quá. Mình thích cái con người mà có chính kiến, lại khá là như vậy. Không, ích kỷ là sao anh? Nhiều khi người ta sống thì người ta chỉ biết nghĩ cho cá nhân người ta, hay là người ta vì một cái lợi ích nào đó người ta mới quen mình chẳng hạn. Tức là lợi dụng hoặc là thì nói thì tới vậy là như vậy thôi. Chứ nói lợi dụng thì cũng hơi quá đáng, tại vì anh đâu có gì đâu lợi dụng. Lợi dụng đi nước ngoài thôi. Không, không, cái đó thì tùy mỗi người mục đích rồi. Nên anh nói cái đó là mỗi, tùy mỗi người cái mục đích cá nhân riêng thôi. Rồi. Ok anh. Rồi. Cảm ơn anh, còn gì nữa? Anh có tài lẻ thôi gì không anh? Thì mình có chơi thể thao, là mình biết ca rồi. Rồi, mà... anh ca giùm em xíu ha. Chơi thể thao chơi môn gì? Cái nào mình cũng chơi cũng được, tại vì mình là dân ngày xưa chơi đá banh rồi. Nên cái cuộc mặt mình đen rồi cũng chơi đá banh. Rồi, thể thao thì anh chơi được đá banh rồi, gì nữa? Cái môn thể thao là mình biết chơi hết, tại vì mình là dân thể thao. Nhưng mà em biết rồi mà anh thì nói chung là thể thao bơi lội hay là chạy bộ, hay là nói chung là kể cả thì nói chung hầu hơn các môn thể thao cái môn nào mình chơi được cũng được đó. Hiện tại là anh chơi môn nhà nhiều nhất? Đa phần là mình chơi đá banh nhiều nhất. Ok rồi, em mời anh hát xíu ha, bài nào cũng được ạ. Bài nào cũng được phải không? Dạ đúng rồi, một xíu thôi. Thì mình ca thì nói chung thì cũng không có nhớ là cho lắm, nhưng mà khi có nhà có chữ thông mới biết ca, tại vì lâu lâu quá cũng không có gần, không có ca. Dạ. Thì ca thì biết ca, chắc chắn biết ca, nhưng mà cái vấn đề giống như là mình chưa có lâu quá mình không có ca là. Không sao, cứ bình thường thôi anh, mình cứ thể hiện tài năng của mình thôi, bản thân mình thôi, chứ em không có yêu cầu là hát hay hay là hát đúng nhịp hay gì đâu. Chưa thay đổi không khí thôi anh ơi. Bữa nay nói chuyện buồn quá em. Rồi em mời anh Thanh. Bây giờ tại vì mình ca thì nhạc buồn không ạ, chứ không có cái nhạc buồn cũng được luôn. Anh cái đầm giờ mình không có xin được cái bài cụ thể đó. Bài gì cũng được anh, bài tủ bài nào hay hát hay thôi. Bài nào cũng được. Cũng vui là chính anh thôi. Thì mình hát một đoạn của cái bài Tàn Cho ha, tại vì mình chỉ có thích cái bài đó. Dạ ok. Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi, lời vẫn tuôn khóc tình ta nát ta. Em cứ nói chung là mình hát được một đoạn thôi. Thì tại vì mình không có nhớ mặt chữ lâu quá, mình cũng không có hát, mình nên mình có nhớ mặt chữ cho lắm. Rồi ok anh. Có yêu cầu gì bạn gái đó không anh? Quyền lợi đó nha, không nói nó mất quyền lợi đó. Không thì vậy thôi. Rồi. Thì tối anh về đủ rồi. Rồi ok, cảm ơn anh Quang nha. Là bản thân của mình. Em tên là Phan Bá Quang, sinh năm 1995, quê quán Hà Tĩnh. Hiện tại đang sinh sống làm việc tại thành phố Thủ Đức.
thành phố Thủ Đức là mình ở đâu, khu vực nào? 41 Lam Sơn. Ừ. Rồi cây ra Thủ Đức. Ừ. Rồi tiếp tục. Hiện tại em đang làm nhân viên sửa chữa xe, làm tư nhân. Ừ. Là tiệm sửa chữa xe là ngay cái chỗ mà em mới vừa đọc địa chỉ đó, hả? Dạ. Ừ. Rồi. Thu nhập mình ổn không Quang? Thu nhập em còn ổn. Khoảng bao nhiêu? Mình cứ cụ thể đi em. Mình cứ ở đây là cái buổi này thì em cứ chủ động em chia sẻ ha. Lương thu nhập em bình quân một tháng là 10 triệu. Ừ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình, tình trường của mình là gì, mình cứ chia sẻ ha. Điểm mạnh của em là thích nấu ăn vì vui vẻ hòa đồng. Còn điểm yếu thì nhút nhát, ít nói chuyện. Tình trường thì em chưa trải qua mối tình nào cả. Chưa có để ý ai, chưa có rung động ai luôn hả? Đúng rồi, tính chất là do công việc, là thời gian ít khi đi chơi đâu, mình toàn dành thời gian làm thì không để ý đến ai cả. Ừ. Rồi thường là em làm từ khung giờ nào tới khung giờ nào mà em nói em không có thời gian? Em thì thường làm 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Ừ. Rồi từ 8 giờ tối đến lúc đi ngủ là ở nhà luôn, không đi đâu hết? Ăn uống xong về phòng nằm bấm điện thoại thì đi ngủ. Ừ. Rồi ai đăng ký cho em tham gia chương trình này? Em đăng ký. Ừ. Tại sao em đăng ký? Bởi vì mình giờ cũng thấy cảm giác nó cũng nhiều buồn rồi, mình muốn có người đồng hành. Ừ. Nên mình đăng ký chương trình. Mà trước giờ em có từng thích ai chưa? Hồi xưa đi học thì cũng khó thích, mà sau này tính chất ngồi nghề một nơi thôi. Em vào trong thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào trong này được 15 năm rồi. 15 năm hả? Được. Là vào từ lúc 12 tuổi đến bây giờ đó hả? Dạ. Vào đấy đó là lúc mình vào đây với ai? Em vào một mình, em hồi đó em vào đây đi lập nghiệp, đi làm. Làm ăn sớm. 12 tuổi thì vào đây ai nhận em làm? À, cũng có người quen trong này thì xin chưa học nghề sửa chữa xe tới giờ. À, là đi học nghề từ năm 12 tuổi. Dạ. Là bây giờ là em đang làm, là em đi làm thợ cho người ta hay là của em? Em đi làm thuê cho người ta thôi. Làm thuê cho người ta. Có ý định tương lai là sắp tới là mở tiệm của mình không? Dạ, em đang có ý định sắp tới mở tiệm. Ừ. Có nhiều vốn chưa? Vốn thì chưa nhiều gì. Ừ. Được khoảng bao nhiêu rồi? Tầm thì 100-200 gì. Ừ, tầm 100-200 rồi. Là tiền đấy là đang tiết kiệm, là em đứng tên hay là chuyển về cho bố mẹ giữ dùm rồi? Em của em. Còn bố mẹ thì tháng thì cần gì thì em cung cấp về thôi. Và bố mẹ vẫn đang ở Hà Tĩnh? Dạ. Yeah. Rồi em có anh chị em gì không? Dạ yeah, có. Bao nhiêu anh chị em? Dạ, sau ba em nữa. Sau còn ba em nữa? Dạ. Yeah. Ba em trai, em gái em? Hai gái, một trai. Thì em là con đầu? Dạ. Yeah. Rồi, thế bây giờ bận rộn như thế đi làm từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối để tạo cái thói quen là ăn xong rồi lên giường nằm lướt điện thoại như thế, thì bây giờ có bạn gái rồi sao? Có bạn gái thì nó đổi lịch thời gian khá là gì. Ừ. Là có thời gian để dành cho bạn gái đúng không? Dạ. Trước giờ có ai giới thiệu bạn gái cho em không? Trước cũng có qua mối quen người mà người ta không ưng mình thôi. Ừ. Mình có thổ lộ với người ta không mà biết người ta không ưng mình? Nói chung là mình nhìn người ta biết là người ta không ưng mình rồi thôi. Mình nhìn thôi là mình đã biết rồi. Dạ. Người ta làm sao mà người ta không ưng mình, kể nghe coi những cái hành động nào. Thì người ta cứ tán nghe mình này nữa này. Ừ. Vậy nên em không nên. Nói chung thích một người mà ta cứ tránh né thôi, thôi không tiến tới được luôn. Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi dạo này sao, có để ý ai nữa không? Dạ không. Chết do công việc thôi, để làm đi
lần này đăng ký nhờ chương trình thôi nha. Ừ, đăng ký nhờ chương trình thì mình cũng phải là mạnh dạn vui vẻ lên ha, mình cũng phải dành nhiều thời gian cho bạn gái. Chứ mà cứ về mình cứ làm xong rồi cứ ngã lăn ra chơi điện thoại xong rồi ngủ luôn rồi bạn gái thời gian đâu mà tìm cho bạn gái. Lúc đó tụi chị bị mán vốn nữa. Vì có bạn gái thì mình thời gian nó mình khá hơn còn những bạn. Đâu, em cho chị một khoảng thời gian nào mà em hẹn với bạn gái ơi. Thì thế dù mình làm đó thì giống như 6 khoảng 6 giờ 6 rưỡi mình về rồi tắm rửa rồi bạn gái đi chơi thôi. Ừ. Mình dành thời gian ngoài rồi, nếu mà trước đây thì giống như mình không có bạn gái đồ thì mình dành thời gian mà còn về có bạn gái thì mình đến giờ khoảng 6 rưỡi mình về mình tắm rửa. Tắm rửa xong đưa bạn gái đi ăn đi chơi. Ừ. Rồi, em có tài lẻ gì không? Hát hò này kia biết không? Dạ, không. Không có tài lẻ gì luôn, chơi thể thao này kia cũng không biết luôn. Không có tài lẻ gì hết hả? Dạ. Chỉ có đồ nấu ăn đồ thôi. Ừ, nấu ăn thì nấu được cái gì? Món gì em nhìn qua người ta là sau em bắt lại là em nấu được. Ừ. Rồi, mẫu người của em mong muốn là gì? Ngoài những chị nhìn dễ nhìn, chị thấy trong em ghi đẹp nè. Đẹp là đẹp làm sao, dễ nhìn là dễ nhìn sao, mình mô tả chi tiết giùm chị ha. Nói chung là ngoài hình dễ nhìn là được thì nó... Tại vì dễ nhìn của em nó khác với dễ nhìn của chị hoặc là dễ nhìn của bạn quay phim hay là mấy anh ở đây. Mình phải cho một cái cụ thể cái chi tiết. Rồi cao, mép máy, da trắng, da đen, mặt mũi làm sao, tóc dài, tóc ngắn hay cái gì đó. Ừ, công việc này kia chứ không phải là dễ nhìn là được ha. Rồi người gái thì cao tầm 1.5 m. Ừ, tầm 1.5 m là đổ lên thì nói chung là người vừa thôi hả, không thích mập hả? Nói chung vừa thôi, đừng mập quá. Ừ, thì nói chung là công việc thì cũng được, mình về mình có công việc. Tương lai thì sau này thì nếu mà không làm công ty đồ thì làm công việc ngoài thì về thì không người cùng làm. Ừ, mà không có cần bạn gái có công việc luôn. Về em mở tiệm sửa xe rồi bạn cùng làm với em thôi. Dạ. Ừ, về làm chủ luôn đúng không? Dạ. Ừ. Rồi có năng khiếu tài lại như Quang. Em á? Không có gì luôn. Không có gì luôn hả? Rồi tuổi tác bạn gái, quê quán bạn gái thì sao? Nói chung tuổi tác bạn gái thì bằng sinh năm 93 đầu xuống 2000. Ừ. Nói chung quê quán thì nói chung người miền Trung được. Ưu tiên người miền Trung, rồi dạ. Còn miền nào nữa không? Nói chung ưu tiên miền Trung, miền Trung thôi. Chỉ là trong khu vực miền Trung thôi? Dạ, như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ừ, rồi những miền khác là không được luôn? Dạ, miền khác nó xa quá. Em đang ở Sài Gòn, bạn nữ đang ở miền Trung, rồi sao em quen bạn đó, em về quả hả? Nói chung quê quán bạn đó thì miền Trung, nên nếu mà quen biết thì quen biết trong Sài Gòn này thì nhưng người bạn gái đó quê cùng mình thì sau này đi lại nó dễ, bất dễ tiền. Em có trong cái hả mấy cái hội mấy cái người tìm người yêu miền Trung đồ không? Về thanh vô mấy cái hội đó mà tìm bạn gái thêm nha. Ok, chị ghi nhận ở đây, chỉ là quê miền Trung thôi. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi hả? Không biết hát hò, không biết thể thao luôn, không biết gì hết hả? Rồi sao chị dớt em vô vòng trong đây? À thôi em hát dở lắm. Hát dở lắm hả? Chị đây chị đâu phải của thi ca hát đâu. Chủ yếu là em, chị đang muốn là nhìn thấy em sự mạnh dạn nói chuyện với trước với chị thôi. Chứ chị không có yêu cầu em hát hay. Vậy sao? Ok không? Được không? Em hát thì đồ không thuộc lời đâu. Ừ. Yeah. Rồi, em còn cái gì muốn nói với tụi chị nữa không? Yeah. Ừ, ok. Cảm ơn em. Rồi em mời tiếp theo là ai vậy em? Dạ, anh Khoa. À, ok. Dạ, em mời anh Khoa. Rồi, chào mấy em. Dạ. Mình cứ cầm cái ngồi đấy. Cảm ơn. Chào mấy em. Dạ. Tên gì em?
nhạn. Nhạn hả? Dạ. Ừ. Dấu hỏi luôn hả anh? Dạ, dạ. Dạ. Rồi, hello Nhạn. Dạ. Rồi mình giới thiệu về mình đi. Em giới thiệu về bản thân này. Công việc quê quán của em thì sao? Đang làm công ty lên đi. Quế Nhất, Bình Dương. Làm công nhân hả? Dạ. Công ty gì em? Công ty Long Di. Long Di là làm cái gì em? Làm đóng dép á. Sản xuất dép hả? Mà em làm công nào? Ép đế, ta chạy cái dép. Câu ép đế. Ép đế, ép cái đế vào rồi may rồi ra thành cái dép hoàn chỉnh đó hả? Dạ. Công đoạn cuối đấy hả? Công đoạn đầu tiên chứ. Công đoạn đầu tiên của cái dép. Ờ. À, còn vòng cuối là kiểu cắt gọt mấy cái râu ria rồi sơn bóng các thứ nữa đúng không? Các thứ. Ừ. Thu nhập ổn định không em? Tháng 11 triệu thế. Ừ. Đang sống trọ hả? Dạ. Trọ với ai? Ở trọ với anh. Mình nghe thôi hả? Dạ. Gia đình đang ở An Giang luôn hả? Chị với em gái đang sống gần đây luôn. Ờ. À. Còn ba mẹ thì sao? Ba mẹ như quê. À. Rồi, điểm mạnh yếu của Nhãn là gì nè em ơi? Tại vì ở đây đi làm rồi thì nằm bấm điện thoại xong rồi ngủ cho em ngủ chứ đâu có đi tính đi chơi. Rồi rồi sao tìm bạn gái đây? Ôi trời, đi làm về điện thoại rồi ngủ lấy đâu ra bạn gái thì trời. Tôi thích giao lưu với bạn bè nên biết sao rồi gia đình mới. Ai đăng ký cho anh tham gia chương trình này? Tự đăng ký tại nhà nằm buồn ở nhà rồi bấm điện thoại rồi tự đăng ký luôn. Anh có biết là khi mà tham gia chương trình thì tụi em cũng sẽ sàng lọc qua casting đủ thứ hết, thì mình cũng phải mạnh dạn lên, mình cũng phải chia sẻ, rồi mình cũng phải có những cái thời gian để dành cho bạn gái. Cái thời gian thì nếu mà có bạn gái thì mình dành thời gian được, tại vì nếu mà mình cùng mình thì mình đã còn có bạn gái thì mình đã dành thời gian cho bạn gái chứ. Thì khi có bạn gái mình sẽ dành bạn gái đi chơi, còn không có mình nên ở nhà thì ở mình nên. Anh làm trong công ty nè, biết bao nhiêu cô công nhân là nhưng mà con gái là sao anh không sao không có cô trong công ty đó, người ghét người là thương mình, người này nói chuyện qua lại thì đoạn rồi nên không thật thấy không hợp nên muốn biết. Anh đã tìm hiểu bao nhiêu cô trong công ty rồi? Cũng nhiều lắm rồi nhưng mà thấy không được. Ừ, tại sao không được, liệt kê những cái lý do. Nhiều người thích mình thì người ta nói vô, còn người ta ghét mình người ta nói ra cho người đó, rồi tự kiếm mâu thuẫn nhau nên không muốn học. Ừ, mâu thuẫn về chuyện gì anh? Thì cũng như nghe người khác nghe trăm ca chọc vô rồi đó. Ừ. Là nói anh thì sao? Thì nói cái mặt xấu mặt tốt, ngọt nào không tốt, người ta ghét mình thì người ta nói mọi điều kiện để cho mình, người ta không ta thích mình á. Nói chung nói xấu. Ừ. Rồi ưu điểm nhược điểm của anh là gì? Điểm mạnh, điểm yếu. Mình phải có những điểm mạnh của mình chứ. Ví dụ như mình biết làm cái gì, mình có thể khác họ không, hay là mình có thể nấu ăn không, hay cái gì đó. Còn điểm yếu là những cái gì mà mình sợ. Mình làm gì rồi chứ rồi đâu, không phải ít. Có ca hát mà cũng ít. Có nấu cơm được không? Được, nấu cơm, nấu nước, ăn uống được cũng được. Mà cũng ngon, không ngon mà. Không ngon gì mấy. Ừ. Anh có thể xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rồi đúng không? Anh thấy người ta lên chở người ta mạnh dạn không? Anh có thể là anh được bao nhiêu phần trăm giống mấy cái anh trên đó? Tại vì lần đầu tiên lên sống nên cũng chưa có chắc không được mấy phần trăm luôn. Không được mấy phần trăm luôn? Thiếu tự tin vậy à? Rồi, ưu điểm không có, rồi nhược điểm thì sao? Ưu điểm chỉ có nấu ăn thôi, còn nhược điểm? Những cái điểm yếu của mình rất nhẹ dạ tin người. À, rất nhẹ dạ tin người. Rồi có ai bị lừa chưa, có bị ai lừa chưa? Bị rồi cho nên mới bị người ta lừa nhiều không? Có hai ba người rồi thôi chứ nào. Ừ, lừa gì á? Thì bạn bè quan hệ qua lại giao thiệp qua lại đó, rồi mình tiền bạc rồi mà mình thấy không ổn nên thôi. Ừ, mượn tiền là con gái mượn anh đó hả? Ừ. Là anh tìm hiểu người ta xong anh cho người ta mượn tiền rồi hai ba người luôn mà không rút kinh nghiệm luôn, xong rồi sao, rồi không quen nữa hả? Xong rồi chia tay luôn. Nhiều không anh?
hai ba người đó có nhiều tới còn một hai triệu bạc chín đậu à. Người ta một hai người thôi, này ba người luôn. Đó là nhẹ dạ như tin người rồi cho nên mình ăn lúc không có nghiệm được. Ừ. Rồi mẫu người yêu của anh như thế nào? Mẫu người yêu của mình cũng đơn giản, tại vì bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi cho nên em biết người nào là nếu mà người ta thấy thích mình, hợp với mình thì cứ tiến tới. Ai biết ai thích anh? Anh phải miêu tả như mấy cái anh nãy giờ nói chuyện chứ, nãy giờ em cũng đã nói nhiều rồi mà. Dạ. Mỗi người của mình là chỉ là yêu cầu nó giao tiếp thoải mái, chiều cao cũng bình thường thôi. Rồi còn gì nữa không? Quê quán, tuổi tác? Không quan trọng. Ừ, lớn anh cũng được luôn. Một hai tuổi không đâu quan trọng gì đâu. Ừ. Rồi. Rồi về nhà thì tức là từ giờ tới lúc ghi hình ấy, mình còn thời gian cho nên về em phải kiểu như thoải mái, tự tin hơn. Ví dụ như có cái năng khiếu tài lẻ, hát hò gì, bình thường hát vui cũng được, không sao cả. Tại vì mình không phải đi thi tuyển ca sĩ. Mình lên để nó thay đổi không khí thôi, giống như em đang nói chuyện với các chị nên nó hơi bị, không khí của mình nó hơi bị trùng. Mà bây giờ mình không có hài hước, không có vui vẻ. Chị nhìn mặt em được cũng hài đấy, nhưng mà chắc là chưa đúng chỗ hài thôi đúng không? Mình phải vui vẻ hài hước lên thì bạn gái đối diện với bạn ấy mới cảm thấy rằng là cái anh chàng này là cái anh chàng tính tình cũng thoải mái, vô tư. Ok, mình về mình sau này mình có quen bạn ấy mình không phải suy nghĩ nhiều, mình không phải bị quá là phải mất thời gian mình suy nghĩ hay là mình phải khổ hay là mình phải vất vả cái gì cả. Em phải thoải mái, em vui vẻ lên, tự tin lên thì bạn gái người ta mới dành cho mình cái cơ hội nha. Nhiều khi mình thích bạn gái quá nhưng mà mình không thể hiện ra điều gì thì làm sao bạn gái bạn ấy thích mình được nha. Đó, nên là về ngoại hình các thứ thì cũng ổn đấy, nhưng mà phải nói chuyện tự tin hơn, phải mạnh dạn hơn nữa nha, chứ không phải nhạt nhẽo quá là các bạn gái các bạn ấy chạy mất dép luôn. Ok chưa? Rồi ok, cảm ơn em nha. Ừ. Dạ rồi, anh Giả bạn ơi.